Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh trai tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ về cái tử vi của năm Canh Tý 2020 đối với tuổi Bính Thìn của các anh, cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm dựa theo cái thông tin về tử vi mà được người xưa viết lại. Nhìn sơ ở trong cái năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của Bính Thìn thì sinh năm 1976, mệnh sao tinh thổ của các anh thì có khá là nhiều điều tích cực. Bên cạnh cái việc khó khăn về chữ thiên can Bính Thìn canh, công việc thì không được suôn sẻ, địa chi thì lại được tam hợp, thân tí thìn, người ta nói thân tí thìn tam hợp thì hóa giải cả được tam tai, chứ đừng nói gì cái sự khó khăn khác. Bên cạnh đó thì sao chủ của năm là một cái sao chủ rất là tốt đẹp cho cả nam lẫn nữ, đó là sao Mộc Đức, một ngôi sao mà có thể nói là phúc tinh, có thể nói là tốt nhất trong các cái sao chủ của năm đối với người Bính Thìn. Đó là một cái điều sơ khởi ở phía bên ngoài của cái người Bính Thìn. Người Bính Thìn thì vốn dĩ là những người có cái thiên can là chữ Bính và Thìn. Bính thì thuộc hỏa, Thìn thì thuộc hổ thổ, cho nên là thiên can gọi là tương sinh cho địa chi. Một trong những cái người mà nói là ra đời có khá nhiều cái sự thành công tích cực, gặp nhiều thuận lợi ở trong công việc làm ăn, may mắn, là một người quản giao. Tuy nhiên nam Bính Thìn thì có một cái thói quen, đó là thích lập phòng nhất phòng nhị. Người Bính Thìn thì thường ăn to nói lớn, làm cái gì cũng khoa trương, làm cái nhà phải cho to nhất, làm cái tiệc thì cũng muốn là phải lớn nhất ở trong cái khu vực mình sống. Người Bính Thìn hơi là một người hơi khoe mẽ một tí xíu, nam mạng. Tuy nhiên là người Bính Thìn cũng phải thôi, tại vì họ có thành công, họ có cái lòng tự tôn, cho nên là họ luôn đặt họ phải phấn đấu để được cái nhất. Đó là cái hay của người nam Bính Thìn. Tuy nhiên các bà vợ có chồng tuổi Bính Thìn thì hơi phiền toái một tí xíu, tự tính gì là một cái người thích sôi nổi, thích thể hiện, thì đôi khi làm quá là chính như vậy cũng là cái sức hút của người khác phái, dễ có phòng nhất phòng nhì phòng hai phòng ba đó là cá tính của sức khỏe của người Bính Thìn. Thì trở lại cái tử vi của năm Canh Tý 2020 đối với người Bính Thìn, thì chúng ta phải xét cho những người Bính Thìn là những người nam sinh vào ngày 31 tháng 1 năm 1976 cho đến ngày 17 tháng 2 năm 1977 là những người trực thuộc sự chi phối của cái tuổi Bính Thìn. Cái đó là nãy giờ mình nói là dương lịch nha. Còn dĩ nhiên là người mà sinh ngày 1, tức là mùng 1 Tết cho đến 30 Tết của năm mùng 1 Tết của năm 76 tới 30 Tết của năm 30 Tết sang của năm 77 thì vẫn là người chịu tuổi Bính Thìn. Đó là âm lịch, còn dương lịch thì như nãy đó hồi nãy. Thì mệnh là sát trung thổ, người ta nói đất mà pha tí cát. Tướng tinh thì người ta nói là xương là xương con rằn, nhưng mà tướng tinh lại là con chuột. Thường người ta nói đây là những người mà thuộc con của dòng hắc đế thì thường là phú quý và khá xứng thân. Trai đinh nhâm gái quý Bính, nhưng mà các anh tuy nắm chữ Bính nhưng cũng không khổ thân, chỉ có một cái là hay lập phòng nhất phòng nhì thôi. Mạng như vậy thì xét về trụ mạng là năm Canh Tý là năm thổ, gặp người mệnh thổ là tương hợp, tốt cho một năm, tốt về sự tốt sức khỏe, bổn mạng không phải gì phải lo lắng. Vốn dĩ người Bính Thìn là một người mạng lớn rồi, lại năm được tương sinh tương hợp thổ, mạng thổ gặp năm thổ là tốt. Khi mà mạng thổ gặp năm thổ thì phúc tinh và tài tinh vì thế cũng phát huy tác dụng nhiều hơn là cái người mà bị tư khắc bổn mệnh. Sao chủ của năm thì như đã nói là một cái phúc tinh hành mộc, là sao Mộc Đức. Đây là một cái phúc tinh tốt, đem lại may mắn và danh lộc rất là tốt. Người nào mà có cái vị trí phát triển
thăng quan tiến chức đi làm ở trong cái môi trường quan vật, thì đây là một năm rất là dễ có nhiều điều thay đổi mà tiến lên ha. Đó là một điều rất là tích cực cho các anh. Sao Mộc Đức thì mình nói sơ về cái thuộc tính của nó. Sao Mộc Đức là một ngôi sao thường đem đến niềm vui và bình an, gặp được nhiều may mắn khi mà gặp sao này chiếu mạng, đặc biệt là trong vấn đề hôn nhân và tình cảm. Cất nhà thì thường thì tuổi Bính Thìn thì năm Tý, tức là năm không cấm kệ cất nhà, nhưng mà cũng không quá tốt đâu. Cái sao Mộc Đức này thì sẽ có tác dụng tốt đẹp nhiều nhất vào các cái tháng như là tháng 8, tháng 11, đối với thậm chí là tháng 7, tháng 8, tháng 11, 3 tháng này là tương đối là 3 tháng tốt đẹp cho người Bính Thìn năm mạng. Như vậy trong 6 tháng đầu năm thì không thấy tháng nào tốt cho mình hết ha. Coi thử chưa phải là tháng tốt nhất của sao Mộc Đức đâu, cho nên là 6 tháng đầu năm cũng sẽ còn một chút chắc trục trặc, chưa hanh thông nhiều. Rồi, hạn của năm á, là hạn Huỳnh Tiền, một cái hạn chủ về cái bệnh nạn chứ không có chủ về khó khăn ở trong cái việc công việc làm ăn. Người ta nói người Bính Thìn nam mạng mà gặp cái hạn Huỳnh Tiền đề phòng bệnh nặng ha, chủ về đau ốm, bệnh nặng khó qua. Cái năm này thì đừng có mưu sự cái chuyện gì mà phải bươn ba quá nhiều đó, tại vì cái hạn Huỳnh Tiền nó sẽ đem đến cái sự bệnh nặng và mình sẽ không có cái sức khỏe để mà mình vượt qua, để mình làm tiếp. Vận niên là một năm khá là tốt đẹp, đó là vận niên kê giáp viên, tức là gà về vườn. Gà về vườn thì no bụng ấm ổ, tức nói về năm sẽ có một năm vui vẻ hạnh phúc, không phải lo lắng về tiền bạc hay công danh sự nghiệp. Cầu tài thì có tài, mà cầu danh thì được danh, giữ vững lòng tin bản thân sớm sẽ có ngày thành công. Đó là những cái gì mà có thể nói về cái vận niên kê giáp viên. Như vậy thì rõ ràng ha, xét nãy giờ mạng nè, sao chủ nè, vận hạn nè và vận niên thì có khá là nhiều cái điều tốt đẹp. Mạng thì tương hợp sao chủ là Mộc Đức, hạn thì Huỳnh Tiền, không nặng nề về cái phần công việc làm ăn. Vận niên thì tốt đẹp quá ha, cho nên là nhìn sơ thì rõ ràng là mới cái khúc đầu này thì rõ ràng là người Bính Thìn nam mạng sẽ có một năm Canh Tý có nhiều cái thuận lợi tốt đẹp hơn hẳn những cái năm 18, 19 vừa rồi. Mậu Tuất thì khỏi nói rồi, Mậu Tuất thì Bính Thìn có giỏi mấy thì cũng gặp trục trặc ha. 2019 thì giải quyết hậu quả cũng khá nhiều thứ ha. Rồi Thiên Can thì không được tốt đẹp cho lắm, người ta nói Bính nó hình canh, gọi là bị Thiên Can khắc năm. Người ta nói Thiên Can là tương khắc thì sẽ gặp khó khăn ở trong cái công việc. Có thể là thí dụ giống như là ở trên mình tốt đẹp, mình chuyển sang công việc mới, nhưng công việc mới nó sẽ gây cho mình nhiều cái sự khó khăn, chống phá. Còn các người mà về các anh chị mà làm về mua bán hoặc là thương mại thì sẽ có đôi chút khó khăn, không có quá thuận lợi lắm đâu. Có thể là cái công việc của mình nó vẫn tiến triển nhưng hay gặp trục trặc chút chắc nhỏ. Thiên Can là như vậy. Địa chi thì quá tốt đẹp, với thân gặp Thìn gặp Tý là thân Tý Thìn tam hợp. Người ta nói địa chi tam hợp hóa tam tai, tức hóa ở đây không phải là hóa thành mà là hóa giải tam tai. Mình không phải là năm chịu tam tai, chỉ là năm bị Thiên Can tương khắc. Hy vọng rằng với cái sự tốt đẹp của địa chi, nó thường tốt đẹp về tình cảm, gia đạo và các mối quan hệ trong xã hội, đặc biệt là quý nhân giúp đỡ mình, thì hy vọng rằng với cái mối sự tốt đẹp của cái địa chi sẽ phần nào khỏa lấp bớt cái sự khó khăn trục trặc mình gặp phải ở trong cái Thiên Can. Như vậy thì tổng hợp chung của cái tử vi năm Canh Tý 2020 đối với người nam Bính Thìn thì thật sự ra nó mình theo mình chấm điểm thì phải là trên 7 điểm rưỡi ở một cái vận thế khá tốt đẹp, nhiều thuận lợi hơn là khó khăn ở trong cái tử vi của năm. Như vậy thì rõ ràng đây là một tín hiệu rất là tích cực. Sau 2-3 năm trở lại đây gặp nhiều cái khó khăn chống phá,
gặp nhiều cái sự bất lợi trong công việc làm ăn. Đây là tín hiệu quá tích cực ha. Rồi, đó là cái bên ngoài. Bây giờ mình sẽ xét coi là cái cung mệnh sao nội tại của mình nó sẽ ra sao đối với tuổi của các anh. Thì tọa cung tiểu vận á, của các anh ở trong cái năm Canh Tý 2020 á, thì có các cái sao như Thiên Khôi nè, Thiên Trù, Thiên Mã, có Tam Môn, Cô Thần, Phi Liên, Bệnh. Đây là bộ sao chủ về như là Thiên Khôi, Thiên Trù, Thiên Mã, thì là chủ về cái sự có nhiều cái sự tốt đẹp trong công việc làm ăn. Nếu gặp khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ mình. Tuy nhiên chú ý một tí xíu là mình có cái phi niêm đi trước bệnh, tức là mệnh của mình cũng rất là dịch, sức khỏe phải không được tốt đẹp cho lắm. Đặc biệt là Tam Môn đi trước Cô Thần là mình sẽ cái chuyện Tam Môn nằm trong cung mệnh thì rất là dễ có cái không tốt đẹp về các người lớn. Đặc biệt Cô Thần là chỉ người đàn ông, ở trong cái bộ mạng của mình sẽ dễ có cái sự không tốt đẹp cho có thể là những người đàn ông trong gia đạo của mình lớn tuổi. Thì như đã nói rồi, có sự tốt đẹp cái này thì cũng có chia liền cái khác. Cái gì nó cũng có sự kết thúc, cái gì nó cũng có đến và đi. Thì nếu như thật sự mà ở tuổi này thì nếu mà cha mẹ thì chắc cũng là cũng đã lớn, thì các anh nhớ cẩn thận về cái việc tăng môn ở trong gia đình, quan tâm hơn sức khỏe của người đàn ông. Thí dụ như có thể là cha, có thể ông nội hay gì đó của mình, cho nó tốt đẹp một tí xíu để mình khỏi hối hận về việc chia tay, ra đi của những người lớn ha. Rồi, tọa cung tiểu hạn thì có các sao Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ. Lộc Tồn thì đây là một năm có thể ra ngoài làm ăn rất là hanh thông về tiền bạc. Cung tiểu hạn là cái cung hạn của mình có Lộc Tồn là có tiền tài. Tuy nhiên có Bác Sĩ ám ngữ thì phải để ý, tiếp tục phải để ý cái bụng mạng sức khỏe của mình một tí xíu. Tràng Sinh, Bạch Hổ, có chắc thì ví dụ có ốm đau thì cũng không quá nặng nề vì có Tràng Sinh và Bạch Hổ đi sao. Bạch Hổ tuy là một cái phá tinh, tuy nhiên là đi sau Tràng Sinh thì Bạch Hổ không gây hung hại. Nếu như Bạch Hổ mà đi trước Bác Sĩ thì nặng nề, nhưng mà Bạch Hổ đi sau Bác Sĩ và Tràng Sinh cho nên là không mấy khó khăn lắm về cái bộ mặt sức khỏe đâu. Tuy nếu có bệnh thì cũng nhanh mau chóng mà hết đi. Và có nhiều, đặc biệt là Lộc Tồn ở tọa cung tiểu hạn như thế này thì rất dễ sinh tiền tài. Đây là một cái điều mà trong 2 năm 18-19 vừa rồi các anh Bính Thìn phải mong chờ rất là nhiều. Vì 2 năm 18-19 là thật sự là 2 năm rất khó khăn đối với người Bính Thìn, cả nam lẫn nữ mạng, đặc biệt là nam mạng ha. Rồi, cung nhị hợp thì có các sao như là Thiên Quang nè, Lưu Niên, Văn Tinh, Lâm Quang, Tiểu Hao bị trực phù. Chủ yếu vẫn không có nặng nề ở trong cung nhị hợp thì cũng không có nặng nề về mặt công việc làm ăn, có nhiều khó khăn, mà vẫn chủ yếu về trực phù, là một cái nạn như là nạn riêng về bệnh ở trong bản thân mình, chứ không có cái nhiều cái sự chống phá. Tiểu Hao ở trong cung nhị hợp thì cái gì cũng vậy ha, có được thì cũng phải có mất. Không quá hao tốn tiền tài như ở những năm trước. Ví dụ như đại hao rồi này kia thì mình còn có sợ một tí xíu. Nhưng còn cung nhị hợp có tiểu hao thì cũng không quá nặng nề. Đừng có nghe tiểu hao gì đó, nghe tiểu hao hay đại hao hay gì đó là sợ, không phải. Còn tùy vào cái vị trí của cái phúc tinh và phá tinh đó thôi, chứ không phải là phá tinh nằm ở trong cung nhị hợp là la làng rồi. Chừng nào tiểu hao nằm ở trong tọa cung tiểu hạn á, thì đó là hạn của mình phải hao tốn tiền bạc. Còn này không, cung nhị hợp thì cũng không vấn đề gì nhiều đâu. Cung tam hợp thì có Thiên Vực, Thiên Việt là Thiên Phúc, Thiên Hư, Tuế Phá, Phục Binh, đặc biệt là bị triệt, Giải Thần và Vượng Cát, án ngữ.
À, mới đầu nghe thấy là tế phá thiên hư phục binh à, thay toàn là rồi thiên khóc toàn là phá bại tinh ở đầu không, tôi đọc xong tôi nghe cũng chóng mặt nữa, may quá bị triệt án ngữ rồi, còn có phượng cát và giải thần ở trong cái cung tam hợp nữa. À, như vậy thì bao nhiêu cái xấu đằng trước ông triệt, tức là tế phá thiên hư phục binh nè, đều bị thay thiên khóc đều bị ông triệt ông án ngữ, còn sau ông triệt lại có phượng cát và giải thần. Như đã giải thích nhiều ở với mọi người, giải thần ở trong cung mệnh của ở trong cung tam hợp là đệ nhất hóa giải những cái phá và bại tinh. À, đối với ông giải thần là ông thấy phá và bại tinh là ông mừng lắm, ông chụp cổ nhét đầu vô, cho nên là phần nào cũng phá đi được rất là nhiều cái sự khó khăn ở cái việc như tế phá và phục binh, tức là có thể nếu như các anh các chị làm các anh làm ở trong công việc quan trường làm ăn sẽ có người đang bị thóc thọc bị gào đó, sẽ cản trở cái bước đường của mình, thậm chí là ở trong công việc kinh tế chứ không phải là công quan vận đâu. Tuy nhiên là bị triệt và phượng cát giải thần này khống chế, là có làm gì cho mấy nữa thì kết quả mình cũng sẽ là người thắng lợi thôi. À, họ không làm gì được mình đâu. À, đó là cái tín điểm tích cực về phần đầu của cung tam hợp. Sau giải thần có thanh long, quan đới, điếu khách, quả tú. Đây là bộ sao nói về cái sự phát triển thành công tốt đẹp của mình, đặc biệt là quan đới. Đường thăng quan của mình vẫn không có bị gì đó mà cản trở, đặc biệt điếu khách đi trước quả tú, tức là chỉ nếu mà các anh nào có gặp khó khăn, gặp một cái người phụ nữ mà người đó không có gia đình sẽ là người phụ nữ giúp đỡ mình ở trong công việc phát triển lên, đó là quý nhân của mình ở trong cái năm Canh Tý 2020. Đặc biệt với cái người Bính Thìn đó, thì nhìn cái cung tam hợp như thế này, nếu như mà có sửa sang lại mồ mả hoặc là nơi thờ tự, đây là một năm rất là tốt đẹp để làm việc đó. Tuy là năm không thuận lợi để xây dựng cái gì mới, nhưng sửa sang tu bổ cái gì đó liên quan đến cái mồ mả cái tổ tiên thì đây là một năm rất là tốt đẹp, vì có tam hợp của năm cộng với cái nhiều cái phúc tinh liên quan đến cái sự tốt đẹp của bề trên, cái sự tốt đẹp của gọi là gì, những cái người đã khuất lớn hơn mình, đó là điều tốt đẹp. Mà là người Bính Thìn như đã nói thì là người rất thích trang hoàng, làm cái gì đó nó cũng nhiều cái sự to lớn tốt đẹp, thì các anh có đầu tư, có anh có bỏ ra làm cái việc cho củ quyền của mình, thì củ quyền của mình sẽ phù hộ độ trì cho gia đình của mình được sum họp và có một năm tốt đẹp trong công việc làm ăn. Như vậy nhìn chung cả cái tử vi của năm cũng như là các tiểu hạn sao mạng phúc tinh tài tinh ở trong cái mạng của mình, thì người Bính Thìn ở trong năm Canh Tý dự đoán rằng sẽ có nhiều tốt đẹp hơn hẳn hai cái năm vừa rồi. Đó là một cái trong những cái tín hiệu mà các anh sẽ rất là vui mừng, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ xét xem coi vận hạn 6 tháng đầu năm nó tương trợ hay là có cái gì đó không tốt đẹp với bản thân của các anh hay không. Thì đầu tiên hết phải nói đến tháng tháng giêng, tức là tháng 1 âm lịch của năm Canh Tý 2020, mà tháng giêng là tháng Mậu Dần, tức là một tháng thổ. Tháng giêng của năm nay được tính là ngày 25 tháng tháng 1 của năm 2020. Tháng giêng tức là ngày mùng 1 Tết đó. Ngày dương lịch là 25 tháng 1 năm 2020 là Tết. Rồi, thì tháng giêng là tháng Mậu Dần, mà tháng Mậu Dần là tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng là mệnh thổ gặp tháng thổ của năm thổ tốt đẹp, bổ mạng sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế mà được hưởng lợi rất là nhiều. Thiên can thì mậu bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên nạp âm của mậu là thổ, bính là hỏa, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành là bị sinh xuất. Cho nên có thể đây là một tháng
vẫn hao tài chứ chưa có tụ tài ha. Tuy nhiên là hao tài đi nữa thì cũng không có lớn, hoặc là nằm trong cái sự suy nghĩ tính toán của mình cho cái sự thao túng này. Tốt đẹp ha, thì đúng rồi, người Bính Thìn thì nếu mà tháng Giêng là tháng tụ hợp về với gia đình, người Bính Thìn là người rất là sốc, người phóng khoáng, cho nên là lì xì hay là cái gì đó cũng rất là xả láng, cho nên có thể là hao tốn, nhưng mà hao tốn trong sự tính toán của mình thôi, không có vấn đề gì cả. Địa chi thì Dần Thìn từ chủ bên ngoài không hình hại cũng không xuất khác nhau, như vậy gia đạo tình cảm không vấn đề. Tốt rồi, tiếp đến đó tháng 2 âm lịch, và tháng 2 âm lịch là tháng Kỷ Mão, tiếp tục là một tháng thổ, sẽ cũng giống như tháng Giêng với mạng thổ gặp tháng thổ năm thổ, bổn mạng sức khỏe không vấn đề, tốt đẹp. Tháng hai tháng thường thì hai tháng sẽ là một mạng, một thí dụ như tháng 1 thổ thì tháng 2 cũng thổ, tháng 3 kim thì tháng 4 cũng sẽ kim, kiểu như vậy. Rồi địa chi Kỷ Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như tháng 3 nạp âm ngũ hành của Mậu Kỷ là thổ, Bính là hỏa, cho nên nạp âm ngũ hành là bị sinh xuất, tiếp tục là một tháng có thể gây ra hao tốn nhưng không quá to lớn, hoặc là nằm trong cái sự tính toán của mình. Tiếp tục địa chi Mão Thìn, đây là địa chi thuộc nhóm lục hại, cho nên gia đạo tình cảm sẽ không có mấy được suôn sẻ vui vẻ. Để ý kỹ ha, nếu mà các cặp nào mà chồng Mão vợ Thìn hoặc là chồng Thìn vợ Mão thì y như rằng sẽ khó có cái việc mà không khắc khẩu với nhau. Địa chi mà nó liên quan đến cái tình cảm gia đạo, cho nên tháng 2 phải để ý cái chuyện tình cảm gia đạo không được tốt đẹp một tí xíu ha, có thể rầy rà đổi đóng. Rồi tiếp đến đó là tháng 3, tháng này là tháng Canh Thìn, một tháng kim. Như vậy là xét về bổn mạng là thổ sinh kim, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe và bổn mạng không được tốt đẹp cho lắm. Hãy nhớ rằng là trong cả năm là bổn mạng của mình thì được tương hợp, tuy nhiên trong cái phần hạn huỳnh tiền cũng bắt mình đề phòng tới cái bệnh nạn. Rồi trong cung tọa cung tiểu vận cũng vậy, cung tiểu hạn cũng vậy, và cung tam hợp, cung nhị hợp cũng nói rằng vẫn phải để ý bổn mạng và sức khỏe. Cho nên gặp tháng mà bị sinh xuất bổn mạng như thế này thì cần phải chú ý bổn mạng và sức khỏe mình một tí xíu. Tuy nhiên như đã nói, nó không quá nặng nề, chỉ bị suy yếu chứ không đến nỗi mà nguy nan mất mạng. Rồi thiên can thì không tốt đẹp cho lắm. Vì sao? Vì năm canh, tháng canh mình chữ Bính sẽ khắc chữ canh. Người ta nói Bính hình canh, thiên can khắc tháng, công việc sẽ dễ gặp nhiều chống phá, dễ gây hao tốn tiền tài. Sinh xuất bổn mạng là cái phúc tinh và thịnh đã yếu rồi, thiên can tiếp tục bị tương khắc, cho nên tháng này rất dễ gặp rắc rối đầy đà ở trong công việc của mình. Nếu là các anh thì em sẽ phải cần để nhiều, đặc biệt với các anh mà làm công việc mua bán, ký tá giấy tờ, hoặc đặc biệt là không cho ai vay mượn trong cái tháng này, dễ không đòi lại được lắm. Địa chi Thìn gặp Thìn, người ta gọi là năm sinh tháng tuổi, gia đạo tình cảm tiếp tục sẽ làm một cái gì đó không được tốt đẹp. Có thể đây là tháng sẽ đem đến cái rắc rối trong tình cảm của mình, đặc biệt là với những cái phòng nhì, phòng 2 ha, phòng 2, phòng 3 gì đó là của các anh, cho nên là các anh nhớ cẩn thận. Rồi, đó là cái vận hạn của tháng 3, khá nhiều cái sự xung khắc không tốt đẹp, phải để ý. Rồi, tiếp tục là tháng 4, tháng 4 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ là một tháng kim, như vậy thì cũng sẽ không khác gì tháng 3, với thổ sinh kim, sinh sức bản mệnh, bổn mệnh và sức khỏe không được tốt đẹp. Cho nên cần cẩn thận. Khi mà bổn mạng sinh xuất thì phúc tinh tài tinh yếu đi. Rồi thiên can thì tốt đẹp hơn nhiều so với tháng 3. Vì sao? Vì chữ Bính của Bính Thìn sẽ hợp với chữ Tân. Đây là thiên can thuộc ngũ hợp, mà thiên can thuộc ngũ hợp thì rất tốt cho công việc, sự nghiệp, công danh và tài lộc. Bị sinh xuất bổn mạng thôi, nhưng mà thiên can thì tốt đẹp hơn hẳn. Cái kia thì bị tương khắc, còn cái này thì mình bị được ngũ hợp, quá ngon lành. Địa chi thì Thìn Tỵ,
Thìn với Tỵ, tự chủ bình hòa, không hùng hại, không xung khắc nhau. Như vậy tốt đẹp hơn tháng 3 nhiều, vì chỉ có là mình tháng 4 mình chỉ vẫn tiếp tục phải để ý cái bộ mạng sức khỏe giống như tháng 3 thôi, còn công việc và gia đạo thì quá tốt đẹp. Công việc thì quá tốt đẹp, gia đạo thì bình thường, không có việc gì xảy ra. Ngon. Rồi, tiếp tục đó là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Mà tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ là tháng Mộc. Như vậy thì xét về bổn mạng, với Mộc khắc Thổ là tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Đây là cái tháng có thể nói xấu nhất về bổn mạng của các anh ở trong năm Canh Tý 2020, cần phải chú ý nhiều với cái nạn hạn là hình tiền sao, tọa cung tiểu hạn, tọa cung tiểu vận và cung nhị hợp đều không tốt đẹp về sức khỏe. Rồi, thiên can thì chữ Nhâm khắc chữ Bính, tháng khắc thiên can, công việc chắc rất là dễ lâm vào bế tắc, cẩn thận đáo tụng địch, cẩn thận người đa kiện thương. Đó là những cái gì mà cái thiên can của tháng năm đem lại. Địa chi Thìn Ngọ thì tự chủ bình hòa, không có tương hợp cũng không có tương khắc nhau, tốt đẹp về gia đạo tình cảm. Tháng năm bổn mạng và công việc là cái mà các anh phải cần chú ý, vì bổn mạng bị tháng tương khắc, thiên can bị tháng tương khắc ha. Rồi, tiếp tục là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi, tiếp tục là một tháng mộc, cũng không khác gì tháng 5 với mộc khắc Thổ, bổn mạng khắc tháng, bị tháng khắc, bổn mạng sức khỏe không được tốt đẹp cho lắm, đề phòng tai nạn phạm thân. Tháng này rất là, hai tháng này rất là dễ xảy đến những cái việc không tốt đẹp cho sức khỏe. Rồi, thiên can thì chữ Quý và chữ Bính không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, như vậy cũng không có vấn đề lắm về cái công việc như là tháng 5. Có thể là tháng này nó đỡ đần hơn nhiều rồi, tuy nhiên là nhiều khi là tháng 5 nó gặp quá nhiều trục trặc nên tháng 6 mình vẫn còn cảm thấy ngập thở một tí xíu. Nhưng nên nhớ là tháng 7, tháng 8 là rất tốt đẹp đối với tuổi của các anh. Nhưng chờ tới tháng 4, tháng 5 đi, em chia sẻ vào ngày 6 tháng cuối năm rồi mọi người biết nó tốt như thế nào. Rồi, địa chi Mùi Thìn, Thìn tức Sửu Mùi, Thìn Mùi thì nằm trong tứ hành xung, tuy nhiên là nó xa nhau lắm. Thìn tức Sửu Mùi nó nằm rất là xa nhau, cho nên có thể nói rằng là cái sự xung khắc nó cũng không quá to lớn, cho nên gia đạo tình cảm nếu có hoặc là có trục trặc trong cái mối quan hệ thì nó cũng không nặng nề cho các anh lắm đâu, đừng có mà phải lo lắng quá nhiều. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý 2020. Bên cạnh những điều tích cực ở trong công việc, tài lộc và gia đạo thì chúng ta có hai cái tháng cần phải chú ý, đó là tháng 3 và tháng 5. Mà chú ý về cả cái công việc, tháng 3 thì mình khác nó, tháng 5 thì nó khác mình, để ý một tí xíu là hoàn mỹ. Tử vi của năm Canh Tý 2020 của các anh Bính Thìn sinh năm 1976 có nhiều cái điều tốt đẹp hơn là xấu. Có thể nói với tuổi của các anh thì mình có thể chấm tương đối từ 7 tới 7 điểm rưỡi cho cái vận hạn của cả năm. Còn lại thì tùy vào tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh mà đem đến những cái hung hại. Vì sao mình nói như vậy? Thí dụ như tháng sinh của mình cân đo đong đếm ra được 3 lượng 8 thì sẽ không may mắn bằng những người cân đo đong đếm ra được 5 lượng 2 và 4 lượng 3. Nó còn tùy vào cái tuổi mình, cái ngày tháng giờ sinh của mình để mà cân đo đong đếm. Rồi cộng với lại cái tử vi, cái số điểm tử vi của cả năm thì nó mình mới chia ra là trên trung bình hay dưới trung bình, đúng không? Rồi, hy vọng rằng là những cái thông tin mình vừa tổng hợp và chia sẻ đến mọi người sẽ là một cái hành trang nhỏ để các anh biết được cái thời vận mà cương hay nhu ở trong công việc làm ăn, để có một năm Canh Tý thật sự được nhiều điều tốt đẹp như cái tử vi của năm hiển thị.
Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Bính Thìn khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.